Thưa quý vị và các bạn, thêm 76 quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay TK-165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới quốc gia này để tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Thượng úy quân đội quản ngày cưới để thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước giờ bay, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ với đoàn, phía nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng chờ đợi lực lượng cứu hộ cứu nạn của các quốc gia trong đó có Việt Nam và các tổ chức quốc tế đến hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương hy vọng đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Tổng chỉ huy các lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 76 quân nhân, lực lượng chó nghiệp vụ cùng các trang thiết bị chuyên dụng, vật chất hậu cần sẽ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong một tháng. Ngay sau khi đến hiện trường, đoàn sẽ trao đổi nhiệm vụ với nước bạn, sau khi nhận nhiệm vụ sẽ tiến hành khảo sát hiện trường và lên kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát. 76 cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường nhận nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng trên tất cả các anh đều đồng lòng quyết tâm và cảm thấy tự hào khi thực hiện nhiệm vụ cao cả. Đó là câu chuyện của Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Kiều Đức Toàn, người lính công binh đã quản đám cưới để cùng đồng đội lên đường vì sứ mệnh quốc tế cao cả. Dù đây không phải là lần đầu tiên chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ mà tạm gác lại chuyện trăm năm của mình, nhưng câu chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi quân nhân luôn khiến nhiều người xúc động. Hậu phương vững chắc luôn là chỗ dựa, là nguồn sức mạnh tinh thần để người lính càng thêm mạnh mẽ trước mọi khó khăn, thử thách. Toàn ủng hộ và động viên em cứ an tâm công tác, sang bên ấy cứ chấp hành nhiệm vụ và chú ý công tác an toàn. Và cô ấy chuẩn bị cho em rất nhiều thứ, từ thuốc men, quần áo và những cái nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Hai bên gia đình cũng động viên em rất nhiều và tạm gác lại, chờ em thực hiện nhiệm vụ xong về thì mới tổ chức hôn lễ để chu toàn nhất. Khi được thông báo chồng sắp cưới chuẩn bị sang thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ với chị Yến, lớn hơn cả cảm giác hụt hẫng vì hôn lễ dự định được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 tới phải quản lại là cảm giác lo lắng, nhưng rồi chị lại bắt tay ngay vào chuẩn bị tư trang đồ dùng cho anh. Từ lúc yêu, rồi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một chàng quân nhân, chị Yến thường tự nhủ rằng mình sẽ luôn dành cho anh tình yêu và sự ủng hộ lớn nhất để anh yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Anh chị chia sẻ những lời dặn dò yêu thương trước ngày lên đường, tuy xa cách về địa lý và thời gian, nhưng trái tim của họ sẽ luôn gần bên nhau. Quyết định quản đám cưới của đôi bạn trẻ cũng đã nhận được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình.